người thì ngày hôm nay mình sẽ review đó là mô hình Zinbe chính hãng. Và cái mô hình, cái em Zinbe này đó là cái em Zinbe ở Voya 34 hay 35 gì đấy, mình cũng không nhớ rõ. Vì mấy em Zinbe mà của dòng One Piece mà khi mà phát hành thì thường giá nó sẽ bị lên cao, nhất là dòng WCF. Hôm nay giá thị trường bây giờ phải khoảng tầm 4-500 ấy. Và em mới nhất bên em mới nhất của cái Voi 7 ấy, Voi 6 à, Voi 6 hay Voi 7 Oni ấy, cũng có một em Zinbe, và em đấy thì giá bây giờ cũng dao động khoảng 300. Em này mình mua thì là hàng low box nha, cũng có một đế này, một trống. Đế một trống em này. Trống là trống thẳng nè. Trống thì là trống thẳng này. Và mình xem em này sản xuất năm bao nhiêu nè. Mình không nhìn rõ. Em này là sản xuất năm 2014 nha. Đây, mọi người có thể nhìn qua. Em này chắc là để ngoài nên là hơi bụi. Đó. Tóc này. Đây là hình ảnh của Zinbe hồi trẻ. Có lửa vàng và lửa đen. Ở ngực thì có logo của băng hải tặc mặt trời. Với mọi người nhìn này. Làm rất chi tiết luôn. Ở chỗ này thì hơi bụi tí, chắc là do anh ấy để ở ngoài. Ở dưới thì trong khố thôi. Nhìn ánh mắt này, thần thái, có cả răng của đặc trưng của Zinbe. Đó. Mình lắp rút đã, rồi mình chào. Ok. Đây, đây hình dạng của em đấy. Đấy, hình dạng em thì có vẻ là lắp nó không được chặt vào trong đế hay sao đó. Chỗ út chân này thì không vừa khít được đế nha, nó vẫn bị hở ra một đoạn. Đây là em đó khi đứng ở trên base. Thì bay này thì cái Voi này có cả một em tàu nữa, mà em tàu đấy thì cũng khá là đắt. Nếu mà có điều kiện thì mình sẽ cố gắng mua để review cho mọi người xem. Rồi, video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.